DK có thể so sánh giữa công nghệ nâng cơ HIFU và cấy căng chỉ được không ạ? Thì mình xin phép chia sẻ trước nhé. Với công nghệ cấy và căng chỉ thì nó sẽ tùy thuộc vào tư duy làm đẹp của mỗi người. Có những khách hàng khi làm đẹp thì họ mong muốn là làm đẹp nhanh và có thể là sử dụng các cái phương pháp như là phẫu thuật cũng được. Hoặc có những khách hàng thì lại mong muốn là làm đẹp an toàn và gần như là không phải là xâm lấn gì vào da của mọi người và không cần kiêng khem gì cả. Thì với phương pháp cấy chỉ căng chỉ thì ngay sau khi làm khoảng 5 đến 7 ngày là mọi người đã thấy rõ được cái hiệu quả trên da của mình rồi. Bởi vì cấy và căng chỉ thì sẽ được thực hiện vào phẫu thuật bởi bác sĩ, thì cải thiện các vấn đề như là rãnh cười này, hay là nếp nhăn ở vùng trán, hay thậm chí là cả nọng cằm hay những phần ở gần đuôi mắt của mình. Tuy nhiên thì có rất là nhiều khách hàng của DK Clinic thì khi qua thì mọi người có chia sẻ là với cái phương pháp cấy chỉ căng chỉ đấy, khi mọi người làm thời gian sau khi làm ý, mọi người sẽ cảm thấy hơi là gượng khi mà nói chuyện đấy và cười. Đúng rồi, bởi vì là do cái khuôn mặt, cái cơ mặt của mọi người bị đơ và mọi người cảm thấy là tự ti khi mà mọi người nở nụ cười thôi, mọi người cũng cảm thấy là mất tự tin rồi. Còn chưa nói đến cái việc là có thành sẹo. Đúng rồi, sẹo ở những cái phần rất nhiều. Và quan trọng của cái phương pháp cấy chỉ căng chỉ là hiện nay rất là nhiều cơ sở thực hiện không phải là bởi bác sĩ. Đúng rồi, mà có xác. Mà bởi những cái người mà học về là da tay ngang thôi. Đấy, về còn nâng cơ HIFU thì sao? Về nâng cơ HIFU ấy thì có một bộ phận các chị em sẽ chọn cái phương pháp là dùng tác động từ những máy móc công nghệ cao. Bởi vì là khi mà mình sử dụng máy móc công nghệ cao về là máy HIFU Pro ấy, thì cái này, cái ưu điểm đầu tiên ấy, nó là sẽ là không xâm lấn cũng như là không có tổn thương gì cả. Đấy, và hoàn toàn là không phải kiêng khem gì hết luôn. Nhưng có một cái nhược điểm hơn so với cả căng chỉ thôi thì là mình sẽ hơi mất thời gian một chút. Nó là mất thời gian một chút thì nó cũng chỉ khoảng là 20 ngày đến 1 tháng là mình đã thấy cái hiệu quả rõ rệt rồi. Và cái ưu điểm vượt trội nữa ấy, nó nâng cơ này, nó còn làm săn chắc da này, làm cho da của mình được trẻ hóa, được căng bóng sáng hơn rất là nhiều. Đấy. Và mình thấy là khách hàng của DK Clinic hay tất cả những cái khách hàng mà đã sử dụng công nghệ HIFU thì đều biết rằng với phương pháp nâng cơ HIFU thì sẽ gần như là không phải kiêng khem gì cả, và là một cái phương pháp đi đầu trong việc là cải thiện quá trình lão hóa của da bởi sử dụng là dòng máy công nghệ đời mới nhất. Đúng rồi. Và tại DK thì đang sử dụng là máy HIFU Pro của Mỹ đời 2022. Vì vậy những khách hàng nào mà đang quan tâm thì hãy nhanh tay đăng ký đặt lịch qua link ở dưới nhé, DK Clinic, để được chuyên gia tư vấn kỹ hơn cho mọi người nhé.